Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Tinh Tế. Thiệt ra những cái thứ mà mình sắp chia sẻ với anh em tiếp theo đấy nó không hề mới. Có rất là nhiều người họ sử dụng nó đã trở thành thói quen rồi. Nhưng mà với cái việc Galaxy Z Flip 5 nó được nâng cấp cái màn hình ngoài, hay chúng ta còn gọi là cái màn hình phụ, lên kích thước rất là lớn, lên tới 3.4 inch, cho nên biến những tính năng này, những cái thao tác này nó trở nên sung sướng hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì vào video thôi. Trước hết thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái màn hình ngoài của máy. Chính vì cái việc cái màn hình ngoài nó được nâng cấp lên tới mức khổng lồ, lớn nhất từ trước đến nay, cho nên là mọi cái thao tác anh em sử dụng bây giờ nó là dễ dàng hơn rất là nhiều. Samsung gọi cái màn hình này là Flex Window, nó có tần số quét là 60Hz cũng như là sử dụng cái tấm nền AMOLED. Và cái cụm camera sau đó, bây giờ nó đã được xoay ngang thay vì để dọc như đời trước, để nó dành toàn bộ cái không gian dùng cho cái màn hình phụ. Bên cạnh cái ứng dụng là thao tác vuốt qua, vuốt lại, vuốt lên, vuốt xuống, zoom out, zoom in, thì một trong những cái ứng dụng mà mình cảm thấy thực tế nhất đó chính là việc anh em chụp hình và anh em xem hình ngay từ chính cái màn hình phụ này. Bây giờ đây á, ứng dụng rất là nhiều tính năng của cái việc chụp hình thì anh em đã có thể canh góc một cách chuẩn chỉ hơn, chỉnh góc rộng, góc hẹp, hay là chỉnh sáng tối, hay chỉnh tất cả mọi thứ với cái màn hình phụ này, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Trong hình anh em cũng có thể thấy là một bạn đang tập hít xà kép ở ngoài biển và dùng chính cái chiếc Galaxy Z Flip này để ghi lại những khoảnh khắc tập luyện của mình. Thêm một ứng dụng khác đó chính là tính năng Cover Screen Preview. Thực ra là cái tính năng này nó đã xuất hiện trên những cái đời điện thoại gập trước của Samsung, nhưng mà bây giờ đây với cái màn hình phụ lớn hơn của Galaxy Z Flip 5 thì nó đã trở nên tuyệt vời hơn rất là nhiều. Anh em bây giờ khi mà chụp cho vợ hay là người yêu từ cái chiếc Z Flip 5 này á, thì có thể canh được bằng cái camera sau, nhưng mà đồng thời người vợ ở phía trước cũng có thể nhìn vào cái màn hình phụ và có thể điều chỉnh căn góc làm sao cho phù hợp với ý của cái bạn nữ đó nhất. Và bạn nữ bây giờ đây cũng có thể gọi là ra lệnh cho bạn nam đưa cái máy cao lên, đưa cái máy thấp xuống, tiến cái máy gần lại, tiến cái máy qua trái qua phải như thế nào để cho chọn được cái góc mặt đẹp nhất của mình, hay là chọn được cái dáng đẹp nhất với cơ thể của mình. Còn công việc của anh em chúng ta chỉ là nhấn nút chuột mà thôi, mà không cần lo lắng thêm bất cứ những cái điều gì phàn nàn từ người bạn nữ của mình cả. Bên cạnh đó thì cái màn hình lớn nó cũng giúp cho cái chuyện xem ảnh nó dễ dàng hơn. Anh chị em bây giờ chụp xong thì không cần mở cái điện thoại ra xem nữa, mà có thể xem ngay chính cái màn hình phụ bên ngoài luôn cho nó nhanh. Bên cạnh đó, với Galaxy Z Flip 5 hay là những dòng điện thoại gập của Samsung nói chung, anh em sẽ luôn luôn rảnh tay và quên hẳn đi cái tripod của mình. Có thể những điều này anh em đã được ứng dụng từ những cái đời Galaxy Z Flip trước hoặc là Galaxy Z Fold trước, nhưng mà năm nay cơ chế gập của Samsung đã thay đổi và nó đã nâng chế độ gập lên một cái tầm cao mới. Và cũng chính cái phần bản lề Flex này nó giúp cái chiếc Galaxy Z Flip 5 có thể gập lại khích hơn, phẳng hơn nhiều. Thực chất thì cái khe hở đó nó không ảnh hưởng quá nhiều tới các thế hệ Galaxy Z trong nhiều năm qua mà chúng ta hãy trải nghiệm hàng ngày, trừ khi là anh em đã quá soi xét mà thôi. Còn về cái góc độ gập thì Z Flip 5 nó không khác gì so với Z Flip 4 cả. Nôm na là từ khoảng 15 độ cho tới 160 độ, anh em có thể tùy chỉnh các góc độ máy đúng như theo mong muốn của mình. Và công việc của chúng ta là để cái chiếc máy ở trên một cái mặt phẳng hay là trên một cái nơi nào đó mà máy nó có thể giữ được ở trong tình trạng gập như thế này. Và anh em chỉ có việc ngồi chờ thôi. Ví dụ như là mình ngồi chờ hoàng hôn xuống, mình đợi cái khoảnh khắc hoàng hôn nó đẹp, thì mình cứ để máy đó, mình chụp một vài tấm. Xong công việc của mình chỉ là lựa ra cái bức hình đẹp nhất mà thôi, chứ không phải là những cái điện thoại dạng thanh khác mình phải cầm cái chiếc máy và mình phải giữ nó ở một tư thế, hoặc là mình cứ chụp xong mình lại xem, mình chụp xong lại xem. Hoặc là trong tiệm xăm Sài Gòn In hồi bữa mà chúng mình đã có tới để unbox cái chiếc Galaxy Fold 5, thì những bạn nữ ở đây, bạn đã dùng cái chiếc Galaxy Z Flip 5 này, bạn để lên những cái kệ để ghi lại những khoảnh khắc thường ngày trong cuộc sống của mình, hoặc là khi mà khách tới xăm á, khách có nhu cầu quay timelapse hay là quay lại cái video thực hiện cái quá trình xăm, thì bạn nữ này hay là những cái thợ xăm khác cũng dễ dàng tìm được cái góc để cái chiếc Galaxy Z Flip 5 này lên kệ, để sau đó có thể quay lại được những cái đoạn video giống như vậy, hay là chụp hình. Và trong lúc quay video đó thì cả người thợ xăm lẫn khách đều có thể nhìn được là cái video nó đang diễn ra như thế nào thông qua cái màn hình phụ phía trước của Galaxy Z Flip 5. Đây là điều mà thực sự khó có những cái chiếc điện thoại dạng thanh nào giống như là S23 Ultra hay là những cái chiếc iPhone nó có thể làm được. Đây là một số tấm hình mà các bạn trẻ đã trải nghiệm ở một cái quán cà phê ở Sài Gòn ha. Tha hồ mà tạo dáng với lại cái màn hình trước rất là lớn. Hay là chúng ta sẽ thấy bạn nữ này đứng đúng cái góc mặt yêu thích của mình và chỉ việc giơ tay lên chụp mà thôi. Không chỉ là chụp một mình mà bây giờ chụp nhóm, ai cũng có thể canh được cái góc mặt của mình với camera sau thông qua một cái màn hình rất là lớn. Tóm lại cái video thì mình chỉ muốn chia sẻ với anh em là ngoài Galaxy Z Fold 5 với một cái màn hình phía trước rất là lớn, thì bây giờ Galaxy Z Flip 5 nó cũng đã làm được cái câu chuyện giống như cái người đàn anh của mình.
bên cạnh những cái góc máy ví dụ như là top down hay là tính năng auto framing rất là quen thuộc, thì mình cảm giác như là Samsung đang ngày càng hoàn thiện những cái sản phẩm của mình làm sao đó để người dùng có thể hưởng lợi và có thể dễ dàng nhất, ít nhất là trong cái câu chuyện chụp ảnh. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.